Giàn mỹ nhân Sibit trả lời cực ngầu khi được hỏi về đàn ông, Nhật Ba Dương Mịch chúa phũ phàng. Từ Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đến Địch Lệ Nhật Ba đều có những màn đối đáp cực phũ phàng khiến người xem cười nghiêng ngả khi được hỏi về đàn ông. Nhắc đến sau nữa có những màn phỏng vấn ấn tượng nhất thì bất cứ là fan hay người qua đường đều nghĩ tới Dương Mịch với chỉ số IQ và EQ đáng nể. Khi được phóng viên đặt câu hỏi, bạn có coi người yêu cũ là nhân mạch không? Dương Mịch đã ngay lập tức đáp rằng, bản thân tôi chính là nhân mạch tức là các mối quan hệ trong giới giải trí. Hai lần khác Dương Mịch được phóng viên đặt câu hỏi, chọn thế nào giữa fan bị hói và bản thân bị hói? Dương Mịch đã ngay lập tức đáp rằng, đương nhiên là để bọn họ hói đầu rồi, sao có thể chọn để bản thân bị hói được chứ? Lưu Diệc Phi, dù hiện tại nhan sắc của Lưu Diệc Phi có gây ra khá nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận, cô vẫn luôn xuất hiện trong những danh sách về mỹ nhân đẹp nhất showbiz. Lưu Diệc Phi mang đến một vẻ đẹp thanh cao thoát tục, trong sáng nhưng cũng không kém phần kiểu diễm quyến rũ, là nữ thần trong lòng của nhiều sao nam nổi tiếng. Tuy nhiên Lưu Diệc Phi bình thường điềm tĩnh dịu dàng, nhưng cô nàng có màn đáp trả cao tay khi bị hỏi về một vấn đề khá nhạy cảm. Điển hình như khi phóng viên hỏi, con trai thích đôi mắt của con gái kiểu mang cảm giác cực kỳ thuần chất, đặc biệt trong sáng. Thần Tiên Tỷ Tỷ đáp lại rằng, tôi chẳng cần biết bọn họ thích kiểu gì. Với câu trả lời như vậy, cộng đồng mạng đều cho rằng Lưu Diệc Phi đã có màn đáp trả vô cùng thông minh nhưng không kém phần phũ phàng. Không bàn đến những vấn đề khác, mỹ nhân thần điêu đại hiệp được yêu mến chính bởi sự khéo léo này. Địch Lệ Nhật Ba, có thể nói rằng Địch Lệ Nhật Ba trong những năm gần đây liên tục được mời đóng các phim gây được tiếng vang. Ngoài ra cô nàng còn quay quảng cáo, chụp hình tạp chí cho tới show, trình diễn ca múa nhạc liên tục. Trang Sina cho biết mỗi show Nhật Ba có thể nhận tới 7 tỷ đồng, đi kèm với rất nhiều yêu cầu đãi ngộ khác như 6 nhân viên đi theo. Về máy bay ngồi ghế hạng nhất, xe đưa đón đi lại cũng hạng nhất, khách sạn hạng 5 sao trở lên. Mới đây cộng đồng mạng đào lại đoạn clip đã từng gây bão Weibo vì phản ứng nhanh nhạy cùng câu trả lời cực kỳ ném lỉnh của cô nàng. Cụ thể là khi Nhật Ba nhận được câu hỏi, làm thế nào bạn theo đuổi được Địch Lệ Nhật Ba ngoài đời? Địch Lệ Nhật Ba chỉ mất 1 giây suy nghĩ sau đó trả lời, không phải ai cũng có cơ hội đó. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pvlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.